sao nó nhét vô được ta. Rồi. Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel ha. Thì cũng lâu lắm rồi mình chưa có review đập hộp một cái dòng sản phẩm karaoke nào. Thì hôm nay mình sẽ khui thùng cho mọi người coi một cái sản phẩm loa sub đến từ thương hiệu của Đức là SD Audio-Technic, một cái dòng sub sân khấu khá là lớn. Thường thì dòng này đánh cho sân khấu là chính, nhưng mà hôm nay có một anh khách anh muốn order cái dòng này về để sử dụng cho gia đình, bởi vì phòng của anh cũng khá là lớn và ngoài ra anh cũng muốn đưa một xíu ra ngoài trời để anh đánh. Đó. Thì đó là dòng sub đây, đang ngồi dưới đây. Ok chưa? Mọi người thấy chưa? Mọi người có thấy sub không? Bạn quay ra đây à, cho mọi người thấy là cái độ dài khủng khiếp, cái độ bự khủng khiếp của nó. Đó, số series của nó đây. Dòng này là dòng SE V218B nha mọi người. Cái dòng này là cái dòng V-Line, là cái dòng mà gọi là cao cấp nhất trong các dòng loa mà loa sân khấu của bên SD Audio-Technic. À, và cái sub này cũng là cái sub khủng nhất luôn. Là dòng 2 bass 18 inch là sau 5 tấc á mọi người. Bên SE là mình thích cái là nhìn vô ký hiệu là mình biết được là loa nó kích thước như thế nào và nó cấu trúc như thế nào rồi. Đó, 2 bass 18 inch, 2 bass 50 mọi người ha. Đây, ở dưới này bạn quay xuống ở dưới này nó sẽ có một số thông số cho mọi người tham khảo đi ha. Ghi rõ đây. Dual 18 inch nè, bass deflect nè, subwoofer ha. Dải tần thì từ 38 Hz đến 200 Hz ha. Công suất nè, RMS lên đến 1600W nha mọi người. Mọi người không nhìn nhầm đâu, 1600W nha. RMS luôn nha, chứ không phải là maximum nha, maximum mà gấp 4 lần này lên. Đây là nếu mà đánh ở chế độ khác lên đến 2400W này. Rất là trâu bò nha. Rồi, ôm thì 4 ôm nha, xuồng sub sẽ đánh ở 4 ôm. Ok, trọng lượng của nó đây, mọi người hôm qua anh em mình nhập về khách này chơi đến 2 con này. Trọng lượng của nó lên đến 86kg nha mọi người. Rất là khủng khiếp. Rồi, không để mọi người chờ lâu nữa, mình sẽ khui thùng con này. Khui con này chắc là cũng phải nhờ anh em bạn Huy bạn hỗ trợ xíu thôi, chứ còn chắc một mình chắc không khui nổi con này đâu mọi người ơi. Vì nó thực sự nó quá là bự luôn đấy, chứ không phải nó bình thường. Hàng còn nguyên siêu hết nha mọi người. Mọi người để ý nè, những cái hàng mới mà bên SE nó hay có cái siêu siêu vải này nè, và ở giữa nó sẽ có dây như thế này nè, cái chỉ như này. Nó hàng mới khui thì chưa bung cái chỉ này là toàn là hàng mới hết. Đó mọi người, khi mà mọi người mua hàng SE mọi người chú ý xíu được. Đó mọi người thấy không, mình khui ra là mình phải cắt mấy cái chỉ này. Đó, nó có chỉ hết. Đó, rồi. Ok. Trong vẫn còn một lớp nữa. Thùng này là thùng bên mình hay gọi là thùng hai da mọi người. Hai cái thùng bên trong luôn. Rồi. Đây. Mút đây rất là nhiều mút. Trước mặt mọi người đây là dòng sub 218 V218 của SE ha. Đây mọi người thấy nó có những cái đặc biệt sau này này. Thứ nhất này, nó có cái khay này để mình đặt thêm một cái loa lên nữa, làm chồng nhiều loa. Cái thứ hai á, nó sẽ làm bánh xe cho mình. Đây, bánh xe ở đây để khi mình di chuyển nó dễ mọi người. Khi mà mình muốn di chuyển nó, mình nhấc lên đầu này lên nè. Mình nhấc cái đầu này lên nó, mình kéo đi. Đó, nó đỡ hơn khi là mình cứ để im một chỗ. Đó. Ok, sau khi thấy cái cấu trúc của sub này rồi á thì mọi người có thấy để ý cái gì lạ không? Vì đây là dòng 2 bass 50 nhưng mà cấu trúc của nó là mọi người nhìn này. Nó dài đuôi chứ phía trước này không có gì á. Phía trước này rất là nhỏ, bình thường mọi người thấy để ý không, những cái sub kép á thường là nó sẽ nằm ngang như thế này nè. 2 bass để song song nhau như thế này. Đó. 2 bass để dính nhau như thế này ha, thì thường cái sub 5 tấc nó rất là dài mà rất là to mà vướng. Nhưng mà cái này đặc biệt, cái này thì khác, cái này thiết kế của nó làm sẽ làm sâu hậu hơn. Nhưng mà mặt trước này rất là bé. Đó.
Mọi người biết làm sao không? Mọi người chắc biết làm sao được kết thúc đợt này không? Bởi vì nó sẽ ra thiết kế chữ V. À, không biết là mọi người có nhớ cái súp M3 súp á mà bên mình hay bán không? Thì cái cấu trúc của nó tương tự như con này luôn. Đó. Thì là súp M3 nó sẽ là 2 bát 25 để hình chữ V như thế này. Còn đây là 2 bát 50 mà để hình chữ V. Đó. Nên là cái hậu của nó sẽ rất là dài để nó chứa củ súp. Nhưng mà cái chiều này á thì nó lại không có tốn nhiều. Nên là mọi người thấy nó nhỏ xíu à. So với một súp 50 nó cực kỳ nhỏ luôn. Nó chỉ ngang một súp 40 thôi. Chẳng qua nó dài hơn một xíu thôi. Đó. Nhưng cái phần sâu này á mọi người, nó sẽ đáp ứng cho cái việc là âm thanh á, cái cấu trúc như thế này nó sẽ đáp ứng cho cái âm thanh đi được xa. Và cái dòng súp này là dòng súp mình lần đầu tiên mình thấy dòng súp này mình đã test rồi. Con này nó phải tầm 30 đến 50 mét, cực kỳ xa nha mọi người. Để rõ hơn nữa thì để mình tháo cái mặt lưới này ra cho mọi người coi ha. Ở đây nó không có tem gì hết trơn nên mình tháo được. Tháo ra mình sẽ tháo ra cho mọi người coi ha. Thanh Huy. Rồi. Ok. Đó, bạn có thể quay vô sâu một xíu cho mọi người thấy ở trên đây à. Trên đây nó cũng có củ loa mọi người, thấy không? Đó. Hay mọi người thấy quen quen không? Mọi người thấy nó giống cái súp M3 không? Y chang vậy luôn, tháo súp này ra y chang cái M3 luôn. Mà thay vì cái M3 là 2 bát 25 thì con này đến 2 bát 50. Thì là mọi người biết là nó sự khủng khiếp nó như thế nào. Nó có hơi nó phía trước nè. Đó. Ở sau cái thùng dài nó sẽ làm cộng hưởng và nó sẽ đẩy hơi ra phía trước. Và con súp này là con súp đánh cực kỳ xa nha mọi người. Cái tiếng bát nó cực kỳ xa, nó đẩy đi xa lắm. À, ngoài ra nữa. Đây, bạn quay phim qua đây xíu để cho mọi người coi. Đây. Mọi người thấy đây nó có cái lớp này lên không? Cái này là cái chân của nó đó. À, đây là cái chân loa này. Tức là sao? Tức là thay vì mình để đứng như thế này, mình có hoàn toàn có thể để ngang ra như vậy. Đây, đây nha, ha. Ví dụ mình không thích để cái đó nữa, mình sẽ để ngang ra. Ây, như vậy. Rồi. Ai da, hơi vướng thì rồi. Ok. Đây. Đó, mình sẽ để ngang ra như này. Để ngang ra như thế này thì được cái gì? Để ngang ra như thế này thì mọi người như mọi người thấy á, nó sẽ góc phủ nó rộng hơn. Nó sẽ không đánh theo chiều dài xa nữa, đáp ứng những khách hàng ở xa nữa, những người nghe ở xa nữa. Mà đây là đánh rộng, phục vụ cho những khu vực gần. Đó, vậy là mình có hai cách xài nha mọi người. Cái này mình sẽ có hai cách xài. Đó, để kiểu này thì để phục vụ âm thanh cường độ lớn, góc phủ rộng mà những người nghe ở vị trí gần nhưng mà ngồi phía rộng. Còn nếu mà để dọc lên á thì ngồi theo hướng dài là khán giả mà ngồi dài, ngồi xa á, đó thì mình sẽ để đứng lên. Đó. Con này nó sẽ thiết kế như vậy. Rồi, tiếp tục là đến tiết mục hấp dẫn nhất đây. Mọi người thích coi này nhất đây. Khui củ loa ha. Rồi khui giùm mình củ loa đi. À, khui một củ ra thôi là ok rồi. Ok, cái này để mình mọi bên bên này. Dạ. Súp này là súp đơn, cái từ đơn thôi. Không có gì. Đây. Đây, cho mọi người quên đây. Quay để cho mọi người thấy. Đây này. Đây, bạn quay vô đây nè. Đó, mình hết đây chỗ này nè. Tất cả các củ loa đều có số seri hết. Đó. Mã số seri hết. À, một sự cái chỉnh chu á, chỉnh chu là lúc nào những cái hãng cái là những cái này à, người ta rất là chi tiết này. Củ loa này kia đều có số seri để mọi người đánh giá được củ loa nó mã như thế nào. Đó. Rồi, còn cái khoang này thì mọi người thấy rồi đó. Bạn có phim cho mọi người thấy rồi đó. Khoang sâu khủng khiếp luôn, nó theo cái chiều dài của cái loa. Mọi người thấy không? Này mà không cẩn thận ấy, nhiều khi để đây chuột chui vô cũng khê. May mà có cái lưới. Không có cái lưới chắc chuột chui vô được á. Bự lắm. Này làm tổ luôn á.
Không, một cái nữa cho mọi người coi. Mọi người để ý thấy thấy cái bát súp nó khác không? Mọi người thấy cái bát súp nó khác cái những cái bát bình thường không? Nó gần, nó đổ từ đây nó xuống đây luôn này, quá trời gần luôn. Thường á, những cái bát á nó chỉ có nấm này á, và cái nó sẽ làm phẳng như này, nó làm đây này, và nó thường nó chỉ có gần trên này thôi, nhưng đây cái bát này nó làm gần rất là nhiều, thì nên là cái màng đo này cực kỳ cứng. Nó sẽ độ cái độ chịu tải làm gần như thế này, nó sẽ làm cho cái độ chịu tải của cái màng loa nó sẽ tốt hơn. Đó. Đánh tiếng nó, xài công suất nó sẽ lớn hơn. Đây mọi người thấy đây, cái cục mà cái đít đằng sau này mình khoái cái này lắm này, nó làm nó ốp cái tấm mà kiểu kim loại mà trắng trắng như này này, vô đảm bảo mọi người xài chắc 5 năm sau nó vẫn vậy thôi, không bị xuống cấp, thoải mái. Côn thì đây mình có cái thước đây cho mọi người, côn này chắc côn trăm rồi đó, mọi người thấy nè, cực kỳ bự luôn, nào nó dính luôn nè, hút quá dính luôn cái thước nè đó. Nặng á mọi người, cục này hơi bị khủng khiếp á, không biết chất âm làm sao, thì chờ Huy test thôi, chứ cái này test ở Bình Phước được, chứ mà test Sài Gòn chắc hàng xóm Thiên Vũ qua chửi quá, chứ quýnh này mà cũng không dám test trong shop mọi người ơi, cái này mà test trong shop là thạch cao rất hết. Đợt trước bên mình test cây MA8 nó đã bể ống nước lần rồi, rung quá bể ống nước lần này, con này chắc không dám test ở cửa hàng đâu. Thì có gì khi nào lắp đặt thực tế cho khách, bên mình sẽ quay cái chất âm thực tế nó như thế nào cho mọi người coi ha. Ok, vừa rồi thì mình vừa mới review sơ sơ cái con súp V218 này, thì nếu mọi người thấy hay thì mọi người cho mình like một share ha. Còn về test chất âm chi tiết của con này á, thì hẹn mọi người vào clip sau. Bên mình sẽ đi lắp đặt thực tế tại nhà khách luôn và test con này cho mọi người nghe. Mọi người cùng trải nghiệm ha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo. Bye bye.